Thời gian tiến tới ngày bầu cử đang dần thu ngắn lại và chiến dịch của bà Harris đang ngồi trên lửa khi chứng kiến hàng loạt chuỗi thắng tạm thời của ông Trump. Việc đột nhiên thất thế trước đối thủ khiến bà Harris gặp nhiều bất lợi và đôi khi dẫn đến những nước cờ không tỉnh táo. Điều này khiến bà Harris không ngừng lo lắng về việc ứng viên Đảng Cộng Hòa sẽ tuyên bố thắng cử trước khi phiếu được kiểm vì đang nắm quá nhiều yếu tố có lợi. Đứng trước tình thế cam go như vậy, câu hỏi được quan tâm nhiều nhất là liệu rằng viễn cảnh mà bà Harris lo sợ có xảy ra hay không và nếu nó thật sự xảy đến, chiến dịch của bà sẽ đối phó như thế nào? Theo bà Harris, chiến dịch tranh cử của bà đã chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ cố phá hoại cuộc bầu cử vào tháng 11, song bà hiện tập trung vào việc cố gắng đánh bại ông trước. Khi được hỏi về khả năng ông Trump sẽ cố tuyên bố thắng cử trước khi phiếu được kiểm và trước khi các phương tiện truyền thông dự đoán người chiến thắng, bà Kamala Harris đã bày tỏ lo ngại. Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ đề cập tới vụ tấn công đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Có một người, đó là ông Trump, ông ấy đã cố phủ nhận cuộc bầu cử tự do và công bằng, người đã bác bỏ ý nguyện của nhân dân và kích động một đám đông bạo lực tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ, làm một số người thiệt mạng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, khi đó những người ủng hộ ông Trump cố ngăn cản việc xác nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Donald Trump đã từ chối nhận thua trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, khẳng định sai sự thật rằng bầu cử có gian lận. Ông chỉ trích một loạt tổ chức và cá nhân mà ông cho rằng can thiệp vào bầu cử. Các chuyên gia cảnh báo những nỗ lực gieo rắc mầm mống nghi ngờ của ông Trump hiện nay có thể được sử dụng để kích động những người ủng hộ sau khi bầu cử diễn ra và ông sẽ cố giành quyền lực bằng cách tuyên bố cuộc bầu cử là không hợp lệ. Hiện nay, chỉ còn 2 tuần nữa là bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra, ông Trump và bà Harris vẫn đang trong thế giằng co với các cuộc thăm dò cho thấy hai ứng viên tỏ ra ngang tài ngang sức trên toàn quốc và ở 7 tiểu bang chiến trường quan trọng. Việc bà Harris lo ngại về viễn cảnh tồi tệ khi ông Trump tuyên bố thắng cử trước khi kết quả được công bố là hoàn toàn có cơ sở, khi mà ứng viên Đảng Cộng Hòa được nhận định có tới 6 chìa khóa vàng để tiến vào Nhà Trắng. Một con số không ngờ đối với chiến dịch của ông và là ước mơ lâu nay của bà Harris. Kết quả thăm dò dư luận tại các bang dao động quan trọng đang cho thấy dấu hiệu tích cực về khả năng thắng cử của ông Trump trong năm nay. Giới quan sát nhận định cựu Tổng thống đang nắm giữ những chìa khóa vàng để có thể giúp ông mở cánh cửa phòng bầu dục một lần nữa. Ông Trump và bà Harris vẫn đang bám đuổi sít sao trên khắp các bảng thăm dò dư luận toàn quốc, nhưng ở các tiểu bang dao động quan trọng, cựu Tổng thống có vẻ vẫn nhỉnh hơn đối thủ đến từ Đảng Dân Chủ vài điểm phần trăm, theo kết quả thăm dò gần đây của The Telegraph. Đi sâu vào chi tiết, những chỉ dấu chiến thắng này xuất hiện trong cách cựu Tổng thống xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộng của nước Mỹ hiện nay, từ điểm nóng kinh tế cho đến những cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ. Trong màn tranh luận Tổng thống với ông Biden hồi tháng 6 năm 2024, ông Trump tuyên bố đã để lại nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sau khi rời nhiệm sở vào năm 2020, tuyên bố của ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa được cho là có phần khoa trương, nhưng trên thực tế, tăng trưởng GDP trong thời kỳ ông nắm quyền đã đạt mức tương đối ổn định là 2,6% trước đại dịch. Quá trình phục hồi cũng diễn ra tốt đẹp sau khi cựu Tổng thống chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm Joe Biden. Trong vòng 6 tháng liên tiếp, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt 16,9%, chạm ngưỡng kỷ lục. Bức tranh kinh tế kể từ đó có phần ảm đạm hơn. Theo Cục Thống kê Lao động, BLS, mức lương trung bình của người Mỹ đã giảm mạnh do lạm phát đạt đỉnh 9,1% vào tháng 7 năm 2022. Ông Biden cũng tỏ ra không mấy mát tay trong việc giải quyết lạm phát khi để giá tiêu dùng ở Mỹ giữ mức tăng liên tục 20% trong gần 4 năm từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 9 năm 2024. Mỗi lần ra tranh cử Tổng thống, ông Trump đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri nam và từng dẫn trước ông Biden với tỷ lệ ủng hộ là 53% và 45% vào năm 2020.
Tỷ lệ này được xem là sẽ tiếp tục tăng cao trong cuộc bầu cử năm nay, đặc biệt đối với nhóm cử tri nam trẻ tuổi. Theo nghiên cứu của Gallup, nam giới trẻ tuổi ở Mỹ đang trở nên bảo thủ hơn, trong khi nữ giới cùng độ tuổi lại có xu hướng theo đuổi chủ nghĩa tự do. Vượt qua cả vấn đề chủng tộc, chiến dịch tranh cử của ông Trump đang kỳ vọng những lá phiếu từ nhóm cử tri da đen và cử tri gốc Tây Ban Nha có thể giúp Đảng Cộng Hòa thay đổi cán cân bầu cử theo hướng có lợi cho mình. Tỷ lệ ủng hộ của cộng đồng da màu dành cho cựu Tổng thống đã tăng 6 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ ủng hộ của cộng đồng người gốc Tây Ban Nha cũng tăng 8 điểm, so sánh dữ liệu thăm dò ý kiến cử tri năm 2020 với cuộc thăm dò mới nhất của NYT Siena. Mặc dù nhìn chung chưa đến 1% cử tri coi đây là vấn đề quan trọng, nhưng xung đột ở Trung Đông lại là mối quan tâm lớn của hai nhóm cử tri chính của Đảng Dân Chủ, cử tri trẻ tuổi và cử tri Mỹ gốc Ả Rập. Theo Viện Người Mỹ gốc Ả Rập, ông Trump và bà Harris hiện đang ngang bằng về tỷ lệ ủng hộ từ nhóm cử tri Mỹ gốc Ả Rập. Tuy nhiên, điểm đáng báo động là khoảng 10% cử tri nhóm này đang chuyển sang ủng hộ các ứng cử viên của Đảng Thứ Ba do không hài lòng về cách thức lưỡng đảng xử lý vấn đề Trung Đông. Bà Harris có khả năng cao sẽ bị những cử tri ủng hộ Palestine quay lưng sau những tuyên bố đứng về phía Israel trong cuộc chiến ở bên kia bán cầu. Điều này cũng đặt Đảng Dân Chủ vào tình thế nguy hiểm ở tiểu bang dao động quan trọng là Michigan, nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập lớn nhất nước Mỹ. Nếu tận dụng được điểm yếu của đối thủ, ông Trump sẽ có nhiều cơ hội đắc cử hơn nhờ những lá phiếu bầu của nhóm cử tri này. Tiếp nhận ngọn đuốc từ Tổng thống Biden và chính thức tham gia đường đua vào Nhà Trắng, hồi tháng 7 năm 2024, bà Harris đã có một khởi đầu như mơ khi liên tiếp phá vỡ các kỷ lục gây quỹ và tỷ lệ ủng hộ từ cử tri. Tuy nhiên, tuần trăng mật tranh cử của bà Harris có vẻ đang tiến đến hồi kết. Sau một thời gian trượt dài trên các bảng thăm dò dư luận, ông Trump đã bắt kịp và có phần vượt lên đối thủ đến từ Đảng Dân Chủ ở nhiều bang chiến địa quan trọng. Trang đặt cược Election Betting Odds vào ngày 22 tháng 10 năm 2024 công bố tỷ lệ đặt cược ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng ở các bang Arizona là 72,1%, Georgia là 70,5%, North Carolina là 66,5%, Pennsylvania là 61,5%, Nevada là 60,7%, Michigan 59,5% và Wisconsin là 57,5%. Trong khi đó, đối thủ của ông Trump bên phía Đảng Dân Chủ là Phó Tổng thống Kamala Harris được dự đoán sẽ thua ở tất cả các bang này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Kể từ khi tham gia vào đường đua tranh cử, bà Harris đã trả lời phỏng vấn ít hơn bất kỳ ứng cử viên nào khác trong lịch sử, và điều này cuối cùng có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Phó Tổng thống trong mắt cử tri. Hiện chỉ 1/3 cử tri được hỏi cho rằng bà Harris đã làm đủ để giải thích các chính sách của mình so với một nửa đối với ông Trump tại thời điểm chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử chính thức. Hệ thống bầu cử theo cử tri đoàn đang mang lại nhiều lợi thế hơn cho các tiểu bang thưa dân và vùng nông thôn nơi tập trung đông các cử tri ủng hộ Tổng thống và Đảng Cộng hòa. Cụ thể, cư dân Wyoming với gần 70% đã đứng về phía ông Trump trong năm bầu cử 2020 và sẽ được hưởng 5,1 phiếu đại cử tri đoàn trên 1 triệu dân. Trong khi cùng số dân New York và California theo chủ nghĩa tự do ủng hộ Đảng Dân Chủ chỉ được hưởng 1,4 phiếu. Nguyên tắc Winner Take All, tạm dịch là người chiến thắng sẽ có tất cả, được các tiểu bang áp dụng trừ hai tiểu bang là Maine và Nebraska. Nghĩa là chỉ cần kém một phiếu, người thua cuộc sẽ ra về tay trắng. Chính nguyên tắc này đã mang lại chiến thắng cho Trump trong năm 2020 trước đối thủ Hillary Clinton, người đã giành được 2,87 triệu phiếu phổ thông, nhưng chỉ nhận về 232 phiếu đại cử tri so với 306 phiếu của cựu Tổng thống. Bên cạnh đó, đa phần nhóm cử tri trung thành với ông Trump là người Mỹ da trắng, không có bằng đại học, và cử tri nông thôn khó tiếp cận được với phương tiện truyền thông và các cuộc thăm dò ý kiến. Điều này khiến họ không có nhiều lý do để thay đổi lá phiếu. Hồi tháng 10 năm 2016, các cuộc thăm dò cho thấy bà Hillary Clinton dẫn trước 6 điểm phần trăm ở Wisconsin và Pennsylvania và dẫn trước 2 điểm ở Bắc Carolina, nhưng kết quả cuối cùng cho thấy ông Trump đã giành chiến thắng ở cả 3 tiểu bang kể trên. Xu hướng này vẫn tiếp tục vào năm 2020 và có khả năng sẽ được duy trì trong năm nay, theo dự đoán của nhiều nhà quan sát.
Có thể thấy rằng, chiến dịch của Đảng Cộng Hòa ở thời điểm hiện tại là mối lo lớn nhất đối với các đối thủ. Để có thể vượt mặt được ông Trump, đối thủ Đảng Dân Chủ không chỉ cần nỗ lực trên đường đua, mà còn phải tìm cách để đối đầu với chuỗi bàn thắng vàng và những lợi thế vượt trội của ông Trump. Liệu rằng bà Harris, khi nhận thấy tình huống cấp bách này, đã chuẩn bị cho mình kịch bản như thế nào để đối phó? Ông Donald Trump chỉ trích người tiền nhiệm Obama đuối sức và gây chia rẽ đất nước khi vận động tranh cử cho bà Harris. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở bang chiến trường Bắc Carolina vào ngày 22 tháng 10 năm 2024. Tôi đã xem cách Barack Obama nói chuyện trong những sự kiện vận động tranh cử. Ông ấy trông già đi một chút phải không? Chuyện đó cũng chẳng vấn đề gì, nhưng thật sự là ông ấy đuối sức rồi. Ông Trump tỏ ra không coi trọng sự xuất hiện của người tiền nhiệm trong cuộc bầu cử năm nay, nhấn mạnh rằng cựu Tổng thống Obama từng vận động ủng hộ ứng viên Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm đó. Ông Trump nói thêm, tôi đã xem các cuộc vận động của ông ấy và nghĩ rằng Obama thực sự là người đáng ghét. Ông ấy đang gây chia rẽ đất nước này. Cựu Tổng thống Obama vẫn được lòng các thành viên Dân Chủ. Ông tích cực vận động ở các bang chiến trường Nevada, Pennsylvania và Arizona để ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris cũng như là thu hút cử tri Nam da màu và chứng minh ứng viên Cộng hòa không đủ năng lực lãnh đạo đất nước. Cựu Tổng thống Obama vận động tranh cử tại bang Wisconsin, Michigan hôm 22 tháng 10 năm 2024 và sẽ xuất hiện cùng với bà Harris tại cuộc meeting ở Georgia vào ngày 24 tháng 10 năm 2024. Donald Trump và gia đình Obama là đối thủ chính trị suốt nhiều năm nhưng cũng có xích mích cá nhân vì ông Trump từng đề cập thuyết âm mưu không có căn cứ rằng người tiền nhiệm không được sinh ra tại Mỹ. Vợ chồng Obama là diễn giả chính trong đêm thứ hai của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ hồi tháng 8, liên tục khuấy động đám đông và chỉ trích gay gắt ông Trump. Ngoài việc chỉ trích ông Obama, người ủng hộ của bà Harris nhằm mục đích làm sao nhãng chiến dịch của Đảng Dân Chủ, ông Trump mới đây còn sử dụng chiến thuật gieo sợ hãi để gây áp lực với chiến dịch của bà Harris. Cụ thể, ứng viên Đảng Cộng Hòa liên tục tung ra những cảnh báo để khiến cho người Mỹ sợ hãi về vấn đề nhập cư hay kinh tế, khiến bà Harris chật vật tìm cách đối phó. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang bước vào chặng nước rút khi hai ứng viên là Donald Trump và Kamala Harris chạy đua lôi kéo cử tri trước ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 năm 2024, đặc biệt là ở 7 bang chiến trường sẽ định đoạt người chiến thắng. Tại cuộc meeting ở bang chiến trường Arizona hôm 13 tháng 10 năm 2024, ông Trump nói rằng nếu bà Harris được bầu, toàn bộ đất nước sẽ biến thành trại di cư. Khi vận động ở bang Wisconsin vào cuối tháng 9, ông cảnh báo người nhập cư sẽ bước vào bếp của bạn và cắt cổ bạn, thêm rằng thị trấn, thành phố và đất nước của các bạn đang bị phá hủy. Theo giới quan sát, ông Trump từ lâu đã sử dụng chiến thuật gieo rắc sợ hãi như một công cụ để tăng cường sự ủng hộ của cử tri. Cựu Tổng thống bình luận về nhiều chủ đề nóng trong các cuộc vận động tranh cử, từ chính sách nhập cư, thuế quan hay xe điện. Nhưng thông điệp chính xuyên suốt thường là lời đe dọa về một nước Mỹ bị hủy hoại nếu ông thất bại trước bà Harris. Ông Trump nói tại cuộc meeting ở Las Vegas vào tháng trước, các bạn sẽ không còn đất nước nữa, tốt hơn hết các bạn nên hy vọng tôi đắc cử. Cựu Tổng thống gần đây leo thang giọng điệu chống nhập cư gay gắt, cảnh báo những người ngoại quốc mang gen xấu đã xâm chiếm nước Mỹ. Ông cũng tuyên bố người di cư Haiti đang ăn thịt thú cưng ở Ohio, dù giới chức bang đã bác bỏ cáo buộc này. Ngày 11 tháng 10 năm 2024, khi vận động tranh cử ở bang Colorado, ông nhấn mạnh sẽ bắt đầu chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ nếu tái đắc cử. Ông tuyên bố, chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới, chúng tôi sẽ ngăn chặn cuộc xâm chiếm đất nước của những người di cư bất hợp pháp, chúng tôi sẽ bảo vệ lãnh thổ. Caroline Leavitt, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Trump cho rằng những bình luận trên của cựu Tổng thống phản ánh quan điểm về thực tế thảm khốc mà nước Mỹ phải đối mặt. Viện dẫn vấn đề lạm phát, tội phạm và cuộc khủng hoảng chất gây nghiện fentanyl, Leavitt cho biết ông Trump nhận ra tình trạng lao dốc của đất nước và đang đưa ra tầm nhìn lạc quan cho tương lai, giúp Mỹ an toàn và thịnh vượng trở lại. Ngoài các vấn đề trong nước, ông Trump cũng thường xuyên cảnh báo Mỹ đứng bên bờ vực chiến tranh toàn cầu mà chỉ ông mới có thể ngăn chặn. Cho rằng nhiệm kỳ đầu của ông Trump đã duy trì nền hòa bình của thế giới, cựu Tổng thống lập luận rằng việc Đảng Dân Chủ tiếp tục lãnh đạo đất nước sẽ kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine và dải Gaza.
Ông Trump đã nói với hàng trăm người ủng hộ ở Bắc Carolina rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden và bà Harris sẽ không dừng lại cho đến khi cử những đứa trẻ Mỹ đến Ukraine và bỏ mạng bên kia đại dương. Tổng thống Biden đã bác bỏ bình luận sau đó. Cựu Tổng thống thậm chí nói rằng thế giới đứng trước nguy cơ xung đột hạt nhân nếu ông không thắng cử. Ông nói tại sự kiện ở Las Vegas, bạn sẽ thấy Thế chiến 3, các bạn sẽ thấy cuộc thảm sát hạt nhân nếu chúng ta không cẩn thận. Sarafina Chitika, phát ngôn viên chiến dịch của bà Harris, chỉ trích những bình luận mang tính hù dọa của cựu Tổng thống. Bà nói Donald Trump không còn gì để nói với người Mỹ ngoài những điều đen tối và dối trá. Thay vì đưa ra giải pháp, ông ấy lan truyền thuyết âm mưu và hủy hoại đất nước chúng ta. Phó Tổng thống Harris cũng tăng cường công kích Trump trong cuộc meeting ở Bắc Carolina vào cuối tuần qua, chỉ trích ông không tiết lộ về hồ sơ y tế cá nhân và từ chối tranh luận lần thứ hai với bà. Tuy nhiên, khi cuộc bầu cử cận kề, nhiều thành viên Đảng Dân Chủ ngày càng lo lắng. Họ nhận thấy sự nhiệt thành mà cử tri Mỹ dành cho Đảng Dân Chủ khi bà Harris bước vào cuộc đua hồi tháng 7 năm 2024 và có cuộc tranh luận được đánh giá là tốt hơn Trump hồi tháng 9 năm 2024, chưa giúp họ nắm chắc phần thắng. Bà Harris dẫn trước ông Trump trong một số cuộc khảo sát dư luận quốc gia gần đây, nhưng ưu thế này đang càng ngày càng hẹp dần và nhiều người lo ngại ứng viên Đảng Dân Chủ có thể giành được nhiều phiếu phổ thông hơn nhưng vẫn thất bại về phiếu đại cử tri, giống như kịch bản của bà Hillary Clinton vào năm 2016. Theo giới quan sát, cuộc cạnh tranh sít sao giữa hai ứng viên cho thấy nhiều cử tri vẫn nghiêng về Trump khi ông dường như biết cách rót vào tai hàng triệu người Mỹ những điều họ muốn nghe, đặc biệt là cảnh báo gây sợ hãi về tương lai đen tối. Đảng Cộng hòa cho rằng chính sách của chính quyền Biden-Harris đã dẫn tới lạm phát nghiêm trọng, điều mà Nhà Trắng đã cố tìm cách giải quyết và đã thu được thành công nhất định. Ông Trump cũng đề cập tới cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan hồi tháng 8 năm 2021 như minh chứng cho thấy chính quyền Biden-Harris hiện bị coi là yếu thế trên toàn thế giới. Del Sosnick, chiến lược gia Đảng Dân Chủ cho rằng bà Harris đã chững lại trong cuộc đua tranh cử những ngày qua khi ông Trump liên tiếp giành được một số lợi thế nhờ những tuyên bố mang tính đe dọa của mình. Sosnick nhận định nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo có thể được định đoạt dựa vào ứng viên nào tự coi mình là tác nhân thay đổi. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cuối tuần qua có câu trả lời. Tuyên bố nêu rõ bà ấy không thể thuyết phục cử tri rằng mình là tác nhân thay đổi trong cuộc đua, rằng bà ấy sẽ làm tốt hơn về vấn đề kinh tế lạm phát, tội phạm hoặc là cải thiện tình hình tài chính cho người dân. Và điều quan trọng là cử tri nói rằng ông Trump sẽ làm tốt hơn. Sosnick đặt câu hỏi là liệu bà Harris có thể chịu được áp lực để có thể thuyết phục những người không muốn bỏ phiếu cho Trump nhưng lo ngại về ứng viên Dân Chủ hay không. Chiến lược gia này nói họ không thấy bà ấy cho họ đủ lý do để bỏ phiếu, bà ấy vẫn chưa làm được điều đó. Có thể thấy rằng ông Trump trong những giai đoạn cuối của cuộc bầu cử đang không ngừng đẩy mạnh chiến dịch của mình. Nhưng một trong những chiến thuật mà ông yêu thích vẫn là công kích cá nhân nhằm ngáng đường đối thủ. Tuy nhiên, để có thể giành lấy chiến thắng một cách thuyết phục hơn, ông Trump cần nỗ lực hơn nữa trong các vấn đề then chốt của cuộc bầu cử. Nhóm 5 người đệ đơn kiện ông Trump tội phỉ báng, cáo buộc cựu Tổng thống đưa ra thông tin sai lệch về họ khi tranh luận với bà Harris. Nhóm Central Park 5 vào ngày 21 tháng 10 năm 2024 đệ đơn kiện ông Donald Trump lên tòa án liên bang ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, yêu cầu ông bồi thường thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần vì đã phỉ báng họ. Central Park 5 gồm 5 người da màu, gốc Latin là Joseph Salaam, Raymond Santana, Kevin D. Jackson, Anton Brown và Corey Weiss đều ngoài 50 tuổi. Họ bị kết án oan trong một vụ người đi bộ bị cưỡng hiếp tại công viên trung tâm ở New York City vào năm 1989 và phải ngồi tù từ 5 tới 13 năm, trước khi được minh oan vào năm 2002 dựa trên bằng chứng ADN và có người thú tội. Khi tranh luận với ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, ông Trump nói Central Park 5 sát hại một người và đã nhận tội. Luật sư đại diện cho Central Park 5 viết trong đơn kiện, các tuyên bố của ông Trump là sai và phỉ báng theo nhiều khía cạnh. Các nguyên đơn chưa bao giờ nhận tội trong sự việc ở công viên trung tâm. Họ vẫn khẳng định mình vô tội trong suốt quá trình xét xử, thi hành án, cũng như sau khi được trả tự do. Không có nạn nhân nào trong vụ án công viên trung tâm bị sát hại. Central Park 5 cho rằng ông Trump đã phỉ báng họ trước 67 triệu người, khiến họ phải tìm cách minh oan một lần nữa.
Stephen Chuang, phát ngôn viên của ông Trump, gọi động thái của Central Park Five là phụ kiện phù phiếm, can thiệp bầu cử do các nhà hoạt động đang tuyệt vọng của cánh tả thực hiện để đánh lạc hướng người dân Mỹ. Vụ Central Park Five ám ảnh thành phố New York suốt nhiều năm phơi bày những rạn nứt sâu sắc liên quan đến sắc tộc, tội phạm và bất bình đẳng trong hệ thống tư pháp. Bản án mà Central Park Five phải chịu làm dấy lên hoài nghi về hoạt động của công tố viên và cảnh sát khi đó. Ông Trump từng bị chỉ trích liên quan đến Central Park Five. Sau khi vụ cưỡng hiếp xảy ra, ông mua quảng cáo trên một số tờ báo ở New York để kêu gọi khôi phục án tử hình. Năm 2014, ông Trump viết bài bình luận trên tờ New York Daily News cho rằng thỏa thuận bồi thường 41 triệu đô la Mỹ mà giới chức New York City dành cho Central Park Five là nỗi ô nhục